Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu các bạn cái đế để giày Tasman. Thì cái đế này là một set gồm có 5 chiếc dùng để các bạn để các giày. Thì các đôi giày thì thường thường chúng ta hay để từng đôi này, nhưng với cái giá này thì chúng ta có thể để như sau để tiết kiệm diện tích, và để vào đây. Và như vậy là chúng ta sẽ để được theo phương đứng và diện tích để sẽ được nhiều hơn. Rất là tiện để khi các bạn nhé, trong tủ giày từng đôi một. Và bộ này thì có 5 5 chiếc và chúng ta có thể chứa được 5 đôi. Đấy, các bạn quan sát. Đây, thông số của đây. Đây là giá để giày Tasman 5 chiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.